Có nhiêu vậy? Đây. Rồi. Đây, nhà coi nha. Coi trước đi. Chào đại gia đình nha. Thì hôm nay là ngày sinh nhật của Yên Báo, là em của em á. Bây giờ thì nó đang đi cắt cỏ rồi. Em thì đi cắt cỏ xa, còn nó ở cắt cỏ gần phụ cha mẹ. Thì từ đó giờ là hai anh em á là không có tổ chức ngày sinh nhật nha. Hôm nay em sẽ tạo cho nó một bất ngờ là tặng quà cho nó nha. Nhưng mà hôm nay em sẽ cho nó một cái sinh nhật, ngày sinh nhật đầu tiên, cũng như là một cái sinh nhật bất ngờ, vui vẻ không quạo nha cả nhà. Nhưng mà không có tặng quà trước đầu tiên đâu. Cả nhà đón thử coi em sẽ làm cái gì đó nha. Em đã gói thành công rồi nha. Bây giờ em sẽ chờ cho em của em cái gì à? Rồi kêu nó đây mở quà của một chú ở nước ngoài, hay là chú nào người hâm mộ gửi tặng nha. Coi phản ứng của nó như thế nào nha cả nhà. 2000 years later. Kìa, có hộp quà kìa. Có cô đó cũng gửi tặng á. Nói về tại cho Yên đó. Kêu hai đem về đó. Wow. Cô đó tên Thu, cảm ơn cô Thu đi. Cảm ơn cô Thu nhiều nha cô Thu. Thì coi thử trong trống có cái gì. Có gì cũng được đó mà, cũng được nha. Được không? Gỡ ra thử rồi coi trong chỗ đó có gì nha. Thế quá. Đây tặng cho thằng em á. Kỹ kỹ nha, làm hồi xấu cái hộp người ta, cái người ta thấy ta buồn á. Ừ, dính luôn á. Thấy em của cô Đen thấy tội nghiệp quá nên tặng cho nó một phần quà. Kêu mở ra thử tặng cái gì mới được. Coi cái gì ở đây, hồng hồng nha. Coi chừng lũ đạn giống. Thôi, được có. Nhiều khi áo quần theo gì em cũng quý hết trơn á. Có là quý rồi, có quà là quý rồi. Sợ bỏ trong chổng cái gì đồ sao? Cái hộp quà cũng bự đó nha. Bằng keo hơi nhiều nha. Chắc người ta sợ hư á nên người ta quấn nhiều á. Rồi bữa nay sinh nhật mở không? Đúng rồi. Vậy là hên rồi, cái này được quà sinh nhật luôn. Happy birthday luôn. Con cảm ơn cô rất nhiều nha cô. Có gì? Ủa, còn hộp. Nó còn hộp nữa. Ủa, cũng nặng nha. Được. Không sao. Đây là bên đâu đây? Thì bữa nay con gửi phần quà này tới tay của em của em. Em của con rồi nha cô. Con cảm ơn nhiều lắm. Quý quá. Coi trong đó có gì nha cô tặng cái gì nha. Sao quấn nhiều với ta? Có mối rồi. Con này kỹ nè, con này chắc kỹ tính á. Nên cô quấn nhiều á. Sợ nó bị hư á. Cô Thu ở Long An. Cũng hôm đó giờ không có mở quà gì, mở sai sót một cô thông cảm. Nhấp cái chân. Có chữ quan trọng ở trong mà sợ gì. Coi có hàng dễ vỡ không, làm hồi vỡ mất không. Nhiều khi cái ly rồi ha. Nặng không? Cũng nặng nè, nặng nha. Một hai ba nha. Một, hai. Chứ, mình lên đây nè, cầm lên một hai ba đừng coi thử cái gì nha.
1, 2, 3. Ủa gì vậy? Còn nữa hả? Sao còn hộp nữa? Ủa cái này quá còn dữ hơn nữa nè. Khó nha. Thôi kệ. Ở này cô giống hệt cô thách đấu sự kiên nhẫn. Có quà là mừng rồi. Không biết mối đâu luôn rồi. Cô này anh hai nghĩ chắc kỹ tính lắm. Nên quấn quá trời luôn nè. Chắc giỡn tí mà. Sao? Không đồ dễ bỏ sao? Coi chừng bể nhỏng nha. Để mở từ từ. Mối đứt cái mối mất tiêu luôn. Này chắc cô muốn tạo bất ngờ. Quấn quá hết miếng mối luôn rồi. Gùng dưới yên. Cái này khó. Mỗi người căng quá. Đã lâu quá. Sắp rồi, sắp rồi. Kiếm được mối chính. Sáng người quấn nó cũng lâu lắm. Có tâm mình có sức mình mở. Thôi từ chuẩn bị đồ nha. Để từ 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 từ. Mệt hơi mệt thiệt nha. Trời ơi, hỏi hộ luôn rồi. Không coi chừng phần quà này nó quý lắm á. Nên người ta quấn kỹ. Nặng nặng nè. Cũng coi. Sợ hàng nó mốt méo uổng. Thiếu mối nữa. Gì vậy ta? Nãy phải biết lấy cái dao ha. Không tính cái hàng đâu có giữ keo chứ à. Không có tính trước được. Không biết lấy cái dao được rồi. Dao nhanh. Mà tính mở từ từ, tính có hộp à, mở từ từ. Ừ. Ta quý hết cái ai vậy. Thấy gì. Không sao, không sao. Cái này được quà sinh nhật cầm mà vui nha. Rồi rồi, chưa lại đi, chưa lại đi. Ủa, chưa gì anh hai thấy rồi kìa. Cái gì vậy trời? Này thấy cái lội ra rồi. Có nào lụ đạn thì con có. Chắc hết rồi đó. Kêu quá, kêu. Tiền quán kêu con cũng mệt á. Với công sức quấn chắc cũng kỳ công thôi. Cắn luôn. Cắn luôn. Vậy đi, vậy nhanh hơn. Thôi thôi một đống bằng keo đi. Thôi à, hết mệt à. À đó. Đừng có lắc lỡ bể sao. Đừng cái hộp gì á. Dạ hả? Đúng rồi, cái chai cái hộp gì á. Là nước hoa vô. Ờ nước hoa đâu bự vậy. Hay là chai rượu không? Ờ. Mà có uống đâu mà có chai rượu làm gì. Không được để đó. Mình khách khứa đâu cũng được. Khứa này. Đổ hồi luôn. Đúng không? Hai chai nước mắm thôi. Thôi cũng được. Rồi cái gì nói chung quà nào cũng nhận hết. Quà nào cũng quý ha. Quà nào cũng quý. Không có chê gì hết. Người ta tặng là ta có lòng là được rồi phải không? Ui. Mở đây, mở đây. Ồ, đây. Này, cả nhà qua trước nha. 2, 3. Sao còn dướng nè hả? Gì đây? Chưa.
Ủa Ủa giờ để lắc mới là lắc cái viền thôi, vậy còn cái trong nữa. Ủa vậy là cái này coi chừng hết đó. Ủa này quấn kỹ lắm rồi nè. Mà hộp này đẹp nè, hộp đẹp hơn mấy hộp kia nữa. Ừ. Ừ, mà cái này quấn chữ. Lấy găng này con. Ủa hộp này bự dữ vậy. Hôm nay quấn dữ dữ á. Trời ơi, cái găng luôn. Không dính, dính vô cái găng. Ông cũng cảm ơn cô nhiều lắm. À, cô thử thách vậy chắc con không có đổ mồ hôi mới có phần quà. Mình mới trải mồ hôi, cô nói là có mồ hôi mới có quà. Không biết cái mối đâu. Giờ làm như cũng có luôn rồi. Không có dao. Bự à, nặng nặng bự. À, coi gì có phần quà ở trong á. Vui không? Cảm giác vui không? Vui. Lỡ trong đó có cái hộp nữa là sao? Thì cũng gỡ chứ sao? Lỡ gỡ. Quà tặng mà. Coi như quà càng nhỏ coi chừng càng quý đó. Không, cái này không nhỏ đâu, cũng nặng lắm á. Ừ. Vậy là coi chừng cho nước mắm. Nó cũng được. Mắm mình để nhà mình ăn. Rồi. Gần rồi, gần rồi. Gần rồi. Gần tới chiến thắng rồi. Hết chưa? Chưa. Có nhiều vậy? Này. Rồi. Rồi, nhà coi nha. Coi trước đi. Cái gì đó sai sai. Ủa? Sao cục gà đóng? Tôi có nét trong cục gà đóng không? Sai sai. Ủa? Sao cục gà đóng? Tôi có nét trong cục gà đóng không? Rồi. Đấy, có mã vàng vô. Mã khỉ họ. Rồi bị chơi rồi. Cô nào phải anh hai không nha. Nay gì nay liên quan gì nay. Cô nào mà tặng kìa. Có gì không? Có gì đâu. Làm gì có được ra quấn bao nhiêu đó sao có. Yeah. Làm gì có được ra quấn bao nhiêu đó sao có. Yeah. Được luôn. Thử. Của nay á. Thôi cũng cảm ơn anh hai tặng em cái cục gạch này. Rồi sinh nhật. Thôi, em cảm ơn. Em cảm ơn cũng một đống công sức của anh hai quấn băng keo và công sức em gỡ. Trời ơi, đống băng keo rồi ôi. Thôi đừng ngồi, đứng ra đi. Đứng đi. Đứng ra đi. Là ai? Nhân đôi cục gạch hả? Đâu có cục gạch. Coi đi. Bánh kem. Wow. Thiệt không hả? Thiệt. Cái này nè. Để đây đi. Nãy giỡn thôi, còn cái này thiệt nè. Cục gạch trống nữa. Cục gạch thành bánh kem. Wow. À, coi chừng hư. Coi chừng hư. Coi chừng hư. Sao hư được. Mến đây, mến thanh. À, ở nhà. Ô. Oh. Nay sinh nhật á, anh hai tặng. Em có hơn anh hai nhiều nha. Thì nãy giờ anh hai giỡn thôi, còn này là quà sinh nhật anh hai tặng. Này không có gì hết trơn, có bánh kem. Quá đã rồi. Đẹp quá. Sao dám ăn? Sao không dám ăn? Đẹp gì không nỡ ăn luôn á. Ôi. Cái này quá đã rồi. Quá đẹp luôn nè. Trời ơi. Thì từ đó giờ hai anh em người cũng không có sinh nhật như cả nhà. Nên hôm nay tạo cái sinh nhật đầu tiên của anh em của em.
Dạ em cũng cảm ơn hai với cảm ơn cả nhà đã ủng hộ hai anh em suốt thời gian qua nha cả nhà. Ui. Cắt thôi. Luôn đi. Cắt luôn hả? Cắt miếng mày cả nhà đi. Hôm nay thì em có em là 23 tuổi rồi nha. Mình có cái này nữa nè, có đèn cày nữa nè, mình ghi 32. Anh hai quấn một buổi trời mới được nhiêu đó trời. Mà quấn một khùng luôn vậy á, có chứ cô Thu nào mà quấn. Cô Thu nào gánh với hắn như ngay đâu. Đâu biết đâu. Con cảm ơn anh hai nhiều. Ở cắt mà cả nhà luôn đi. Cái này thổi sinh nhật cái bánh kem thổi cái nến gì không cầu nguyện gì không. Nam mô A Di Đà Phật. Cắt cái đâu vậy? Cái cây thiệt không vậy? Không nữa. Bánh bánh bánh. Bánh mà làm giống ghê. Giống à. Cắt đâu vậy? Cắt đâu cũng được. Thì nó không có to tát gì nha. Cái này nó quá nhiều rồi đó cả nhà. Đối với em á. Còn cả nhà không biết. Ăn nướng đi. Mời cả nhà luôn nha. Này vui không? Quá đáng rồi. Thôi anh hai dẫn cho đi ăn uống trà sữa với ăn đồ chay nữa. Quá tuyệt vời bữa nay rồi. Thì thôi em cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Cho em nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà tháo ra cũng một đống. Lát tự dọn luôn nha. Rồi em dẫn cho. Em dẫn cho. Em dẫn hết cho. Không sao không sao. Bây giờ em cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Chúc cho cả nhà một buổi sáng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Bye bye, bye, bye.